Phụ nữ có năm tướng tai này: trời định, mang mệnh giàu sang, tiền vàng ùn ùn kéo vào. Quý vị thân mến, nhân tướng học cho rằng tai là bộ phận vô cùng quan trọng trong ngũ quan của khuôn mặt. Bởi chỉ cần xem phong thủy tai có thể đoán được vận mệnh, học hành, tính cách, sự nghiệp, cuộc đời, đời sống tình cảm của một người. Vậy thế nào là tướng tai đẹp? Theo quan niệm dân gian xưa, mỗi người phụ nữ sẽ có những đặc điểm hình dáng đôi tai riêng, thể hiện nhiều ý nghĩa về nhân tướng học và sự sung túc của cuộc sống về sau. Người phụ nữ mà có tướng tai xấu thì gắn liền với vận mệnh cuộc đời nghèo khổ, làm mãi không giàu, bệnh tật triền miên kéo theo sự nghiệp xuống dốc không phanh. Nhưng ngược lại, người phụ nữ mà có những tướng tai đẹp thì vận mệnh gắn liền với cuộc sống giàu sang phú quý, tiền vàng ùn ùn đầy ắp, tiêu mãi không hết, tài vận hanh thông, làm đến đâu gặp may đến đấy. Vậy những tướng tai nào của phụ nữ thể hiện sự giàu sang phú quý, cả đời hưởng phúc? Quý vị hãy cùng ngẫm thế gian tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, tướng tai Phật. Để nhận biết tướng tai Phật có những đặc điểm sau: tai to có cảm giác lớn và đầy đặn, dái tai trĩu xuống như tai Phật, tai cao quá lông mày, tai dày, vành trong tai lớn và đầy đặn, sắc tai ửng hồng và bóng bẩy, thùy châu mập, đầy đặn, lớn, rủ hẳn xuống phía tai. Đây là một tướng tai thành tựu và hiếm người có được. Người có tướng tai Phật thường mang trong mình sự thông minh, nhạy bén và khả năng nhận thức cao. Họ có tư duy sáng suốt và cái nhìn xa rộng, luôn biết cách đưa ra quyết định đúng đắn và sáng suốt trong mọi tình huống. Khả năng phân tích và giải quyết vấn đề của họ vượt trội, giúp họ dễ dàng đạt được thành công trong công việc và cuộc sống. Nếu người có tướng tai Phật kết hợp thêm với mặt mũi tuấn giật, trán cao rộng, mũi sư tử và mắt rồng thì đây là biểu hiện của loại tướng cực kỳ phú quý. Mặt mũi tuấn giật thể hiện sự uy nghiêm và quý phái, trán cao rộng biểu hiện trí tuệ và tầm nhìn xa, mũi sư tử tượng trưng cho sự mạnh mẽ và quyết đoán, còn mắt rồng thể hiện sự tinh tường và sắc sảo. Sự kết hợp này tạo nên một con người toàn diện, có khả năng lãnh đạo và thu hút sự ngưỡng mộ từ người khác. Người sở hữu tướng tai Phật thường có cuộc sống giàu sang, phú quý và viên mãn. Họ không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn có cuộc sống gia đình hạnh phúc hòa thuận. Với tướng tai này, họ dễ dàng thu hút được sự giúp đỡ và ủng hộ từ người khác, tạo nên mạng lưới quan hệ rộng rãi và bền vững. Ngoài ra, người có tướng tai Phật thường có lòng nhân ái, luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác và sống có đạo đức. Họ được mọi người xung quanh kính trọng và yêu mến, không chỉ vì sự thành đạt mà còn vì tấm lòng bao dung và nhân hậu. Sự kết hợp giữa tài năng và đức hạnh giúp họ đạt được sự thăng hoa cả trong sự nghiệp lẫn đời sống cá nhân. Tuy nhiên, để phát huy hết tiềm năng và đạt được thành công bền vững, người có tướng tai Phật cần rèn luyện thêm sự kiên nhẫn và khả năng quản lý cảm xúc. Họ cần biết cách cân bằng giữa công việc và cuộc sống, tránh để áp lực ảnh hưởng đến sức khỏe và tinh thần. Sự kiên định và tinh thần lạc quan sẽ giúp họ vượt qua mọi thử thách và tiếp tục tiến bước trên con đường thành công. Thứ hai, tướng tai hình quân cờ. Tướng tai hình quân cờ có hình dáng tròn trịa, đầy đặn, cân xứng nhưng nhỏ. Đặc điểm nhận biết tướng tai này bao gồm quách cong và dài dặn, dái tai rủ xuống và hướng về phía miệng, vành tai trong không lấn lướt vành tai ngoài, vành tai trên cao hơn lông mày, da tai trắng hơn da mặt và hai tai ép sát vào đầu. Đây còn được gọi là tai quân cờ, biểu thị nhiều ý nghĩa đặc biệt về tính cách và vận mệnh của chủ nhân. Người có tướng tai quân cờ thường là người tự lập và kiên trì, có khả năng vượt qua nhiều thử thách để lập nghiệp từ hai bàn tay trắng. Họ không ngại khó khăn, luôn kiên nhẫn và bền bỉ trong công việc. Sự kiên trì này giúp họ đạt được những thành công đáng kể, đặc biệt là khi bước vào độ tuổi trung niên. Tướng tai quân cờ thể hiện một cuộc đời phú quý cao sang, và mặc dù chỉ một số ít trường hợp mới có thể đạt đến đỉnh cao của sự giàu có, nhưng đa phần họ đều đạt được mức độ tiểu phú quý, nghĩa là đủ để sống thoải mái và dư giả. Người sở hữu tướng tai quân cờ thường có tính cách điềm đạm, biết cách đối nhân xử thế và dễ được mọi người yêu mến.
họ sống chân thành, biết giữ chữ tín và luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. Điều này giúp họ xây dựng được mạng lưới quan hệ xã hội rộng rãi và bền vững, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp và cuộc sống. Tuy nhiên, để phát huy hết tiềm năng của mình, người có tướng tay quân cờ cần học cách quản lý tài chính và đầu tư khôn ngoan. Mặc dù họ có khả năng kiếm tiền và tích lũy tài sản, nhưng nếu không biết cách quản lý, họ dễ rơi vào tình trạng lãng phí và mất mát. Việc học hỏi và nâng cao kiến thức về tài chính sẽ giúp họ bảo vệ và phát triển tài sản một cách bền vững. Ngoài ra, người có tướng tay quân cờ cũng cần chú ý đến sức khỏe và tinh thần. Sự kiên trì và bền bỉ trong công việc đôi khi có thể khiến họ bị áp lực và căng thẳng. Việc duy trì một lối sống cân bằng, kết hợp giữa công việc và nghỉ ngơi sẽ giúp họ giữ được sức khỏe tốt và tinh thần minh mẫn, từ đó đạt được hiệu quả cao hơn trong mọi hoạt động. Thứ ba, phụ nữ có tướng tay to. Phụ nữ có tướng tay to dày được coi là những người may mắn và có cuộc sống giàu sang phú quý. Theo nhân tướng học, những người phụ nữ này không chỉ có tài lộc mà còn mang trong mình nhiều phẩm chất quý báu. Với tướng tay to dày, họ thường được mô tả là có khí chất mạnh mẽ, quyết đoán và khả năng lãnh đạo bẩm sinh. Họ không chỉ thông minh linh hoạt mà còn rất giỏi trong việc giao tiếp, xây dựng và duy trì các mối quan hệ xã hội. Điều này giúp họ dễ dàng đạt được thành công trong sự nghiệp và cuộc sống. Phụ nữ có tướng tay lớn kết hợp với khuôn mặt hài hòa, thường có phúc khí tốt, dễ được người khác kính trọng và tin tưởng. Họ thường có khả năng thuyết phục và lãnh đạo người khác, đồng thời cũng biết cách chăm sóc và hỗ trợ gia đình. Cuộc sống vật chất của họ thường khá đầy đủ, ít gặp khó khăn về tài chính và không phải lo lắng về các vấn đề cơm áo gạo tiền. Tuy nhiên, tướng tay không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Những người có tướng tay mỏng không đều hoặc một bên to một bên nhỏ thường được cho là sẽ gặp nhiều khó khăn và thử thách trong cuộc sống. Họ có thể phải đối mặt với nhiều gian truân và công việc vất vả hơn để đạt được thành công và ổn định. Dù vậy, với sự cố gắng và nỗ lực không ngừng, họ vẫn có thể vượt qua khó khăn và tạo dựng được cuộc sống tốt đẹp hơn. Tóm lại, tướng tay to và dày ở phụ nữ là dấu hiệu của sự phú quý, tài lộc và khả năng lãnh đạo. Tuy nhiên, bất kể tướng tay ra sao, điều quan trọng vẫn là sự nỗ lực, kiên trì và tinh thần lạc quan trong cuộc sống. Những phẩm chất này sẽ giúp họ vượt qua mọi khó khăn và đạt được hạnh phúc thành công như mong muốn. Thứ tư, dái tay đầy đặn. Người sở hữu dái tay đầy đặn là biểu hiện của sự nhân hậu và trường thọ. Những người này thường có sức khỏe tốt và cuộc sống tinh thần phong phú, luôn hạnh phúc và thoải mái. Dù cuộc sống vật chất có thể không giàu có mỹ mãn, nhưng họ luôn biết cách tìm thấy niềm vui và sự hài lòng trong những điều giản dị. Với tinh thần lạc quan và lòng nhân ái, họ trở thành chỗ dựa vững chắc cho gia đình và bạn bè. Những người có dái tay đầy đặn thường là những người có trách nhiệm, luôn sẵn lòng giúp đỡ và chia sẻ với mọi người xung quanh. Họ không chỉ chăm sóc và bảo vệ gia đình mà còn đóng góp tích cực cho cộng đồng. Tính cách điềm đạm, chân thành và biết quan tâm đến người khác khiến họ dễ dàng thu hút sự yêu mến và kính trọng từ những người xung quanh. Bước vào giai đoạn trung vận, người có tướng tay này thường đạt được địa vị nhất định trong xã hội, có chức có quyền và được nhiều người tin tưởng. Tuy nhiên, họ không bao giờ tự mãn mà luôn giữ thái độ khiêm tốn, biết đối nhân xử thế và tiếp tục giúp đỡ người khác. Sự uy tín và khả năng lãnh đạo của họ được công nhận rộng rãi, giúp họ duy trì và phát triển sự nghiệp một cách bền vững. Càng lớn tuổi, phúc đức của người có dái tay đầy đặn lại càng nhiều. Họ tích lũy được nhiều kinh nghiệm và học hỏi từ cuộc sống, biết cách sống sao cho ý nghĩa và hài hòa. Phụ nữ sở hữu tướng tay này thường không phải lo lắng, muộn phiền trong cuộc sống. Họ chỉ việc ngồi yên hưởng phúc, vui vẻ và bình an. Họ là những người mẹ, người vợ, người bà tuyệt vời, luôn đem lại sự ấm áp và hạnh phúc cho gia đình. Đặc biệt, người có dái tay đầy đặn thường sống lâu và có sức khỏe tốt. Họ biết cách chăm sóc bản thân và duy trì lối sống lành mạnh. Sự bình tĩnh và lạc quan giúp họ vượt qua những thử thách và khó khăn trong cuộc sống một cách dễ dàng. Nhờ đó, họ không chỉ sống thọ mà còn có một cuộc sống chất lượng, đầy ý nghĩa và trọn vẹn. Ngoài ra, dái tay đầy đặn còn biểu hiện cho sự thông minh và khôn ngoan. Người sở hữu tướng tay này thường có tư duy sáng suốt, khả năng phân tích tốt và luôn biết cách đưa ra những quyết định đúng đắn. Họ không ngừng học hỏi và cải thiện bản thân,
luôn sẵn lòng đón nhận những điều mới mẻ và thử thách. Sự kiên định và nỗ lực của họ được đền đáp xứng đáng, giúp họ đạt được nhiều thành tựu trong sự nghiệp và cuộc sống cá nhân. Thứ năm, phụ nữ có vành tai cao hơn mắt. Phụ nữ có tướng tai cao được nhận diện dễ dàng thông qua hình dáng của vành tai thường cao hơn mắt, là những người thu hút sự chú ý và gợi cảm giác của sự sang trọng và quý phái. Điều này không chỉ đơn thuần là một nét đẹp ngoại hình, mà còn là dấu hiệu cho thấy một số tính cách và phẩm chất tích cực. Tướng tai cao thường được coi là dấu hiệu của vận mệnh giàu sang và may mắn. Theo quan niệm phong thủy, tai cao được xem là một trong những dấu hiệu tích cực, thể hiện sự phát triển và thành công trong cuộc sống. Những người phụ nữ sở hữu tướng tai này thường được xem là may mắn về mặt tài chính và có thể đạt được thành công vượt trội trong sự nghiệp, cũng như trong cuộc sống. Tính cách của những phụ nữ có tướng tai cao thường được mô tả là thông minh và lanh lợi. Họ có khả năng tiếp thu nhanh chóng và linh hoạt trong việc đối phó với các tình huống phức tạp. Sự thông minh và sắc bén của họ thường được thể hiện qua cách họ suy luận và phân tích vấn đề, đồng thời đưa ra những quyết định đúng đắn và hiệu quả. Ngoài ra, những người phụ nữ này thường tỏ ra độc lập và quyết đoán trong hành động của mình. Họ không ngần ngại đối mặt với thách thức và luôn sẵn lòng vượt qua những rào cản để đạt được mục tiêu của mình. Điều này cho thấy tính quyết đoán và kiên định là những phẩm chất quan trọng giúp họ thành công trong cuộc sống. Mặc dù có vận mệnh và may mắn về mặt tài chính, nhưng những phụ nữ sở hữu tướng tai cao không bao giờ phụ thuộc vào may mắn, mà luôn tự tin vào khả năng và nỗ lực của bản thân. Họ biết rằng thành công đến từ việc không ngừng phấn đấu và làm việc chăm chỉ, và họ luôn sẵn lòng đối mặt với thách thức để tiến xa hơn trong cuộc sống. Vậy nên phụ nữ có tướng tai cao không chỉ mang trong mình vẻ đẹp ngoại hình đặc biệt, mà còn là những người thông minh, quyết đoán và tự tin. Sự phát triển và thành công trong cuộc sống thường là điều không thể tránh khỏi với những người phụ nữ này, và họ luôn là nguồn động viên và cảm hứng cho những người xung quanh. Quý vị thân mến, Phật dạy rằng, một người phụ nữ nếu biết tu thân tích đức chắc chắn sẽ mang lại phúc khí vô lượng cho gia đình. Họ trung thủy, biết đối nhân xử thế, bố thí, cúng dường, làm việc thiện, bao dung với người khác. Phúc khí của một người vợ, người mẹ không chỉ giúp tương lai của họ tốt đẹp hơn mà còn khiến cho người thân trong nhà hưởng phúc trọn đời. Không ai có thể phủ nhận vai trò quan trọng của người phụ nữ trong gia đình. Họ luôn mang một tấm lòng bao dung rộng lượng, dù cay đắng hay vui vẻ, vẫn bình thản nuốt tất cả vào trong, không thôi lo lắng và dành những điều tốt đẹp nhất cho người thân của mình. Phụ nữ là thượng nguồn của thế giới, không vẩy đục lại tinh khôi vô ngần. Nếu coi gia đình là một cây đại thụ thì phụ nữ chính là nguồn nước. Nếu cây thiếu nước sẽ héo úa khô cằn, nếu nước trong lành, cây sẽ phát triển rực rỡ, mạnh mẽ vươn lên bất chấp nghịch cảnh, không gì có thể làm cho nó gục ngã. Theo giáo lý nhà Phật, tâm được xem là chủ thể tạo tác ra mọi thứ, vạn pháp do tâm tạo. Vì thế mà cổ nhân có câu tâm sinh tướng hay dung mạo song hành cùng tâm thức. Người phụ nữ nên giữ cho mình một trái tim lương thiện, tu tập tâm từ bi sẽ nhận được ngày càng nhiều sự hạnh phúc. Ít những chuyện rắc rối thường không mời mà đến. Việc tu tập lòng từ bi, phát tâm bồ đề cũng sẽ ảnh hưởng nhiều đến tính cách. Thông qua việc làm hàng ngày mà biết được người phụ nữ này sẽ nhận được bao nhiêu họa hay phúc. Khi nói chuyện, chúng ta cũng có thể nhận thấy được sự khôn ngoan và thông minh của họ. Người phụ nữ được tu tập Phật Pháp tốt, thường không nói nhiều nhưng sẽ lên tiếng khi cần thiết. Lời nói không gai góc nhưng đầy trí tuệ, thâm sâu. Họ là người phụ nữ thanh lịch, không cần trang điểm quá nhiều nhưng vẫn thể hiện nét quyến rũ đặc biệt. Nếu quan sát, bạn sẽ thấy trang phục mà họ mặc cũng thể hiện sự thanh lịch trong đó, mộc mạc nhưng tươi mới, cổ điển và độc đáo. Người phụ nữ có tu dưỡng Phật Pháp sẽ giống như một người bảo vệ, quyết định sự hưng suy của một gia tộc. Đức hạnh của người phụ nữ cũng không thể che giấu, chúng đều được biểu lộ ra bên ngoài. Người phụ nữ được tu dưỡng tốt sẵn sàng chịu khổ cùng chồng và kính trọng cha mẹ hai bên. Họ biết cách quý trọng và yêu thương, sẵn sàng buông xuống ước vọng giàu sang, không ghen ghét sao bì với sự giàu sang của người khác. Họ sẽ không vì tiền mà trở thành người vô lương tâm, nhạo báng mọi người. Ngay cả lời nói, họ cũng chú ý tu dưỡng. Lời nói mang theo thiện niệm, rõ ràng mà ngọt ngào, dễ nghe. Khi
Khi nghe tiếng chuông chùa, tiếng tụng kinh gõ mõ, chúng ta dường như nghe thấy âm thanh của Phật vui cười phát ra từ những đám mây. Âm thanh nghe như chim hót khiến tâm hồn người cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Cũng vậy, giọng nói của người phụ nữ vừa tròn lại trong, người này chắc chắn có rất nhiều phúc khí. Người có giọng nói dễ nghe nhất định là người có tu dưỡng nội tâm tốt, vì hàng ngày thường đọc kinh trì chú, tích đức hành thiện mà được an khang, biết sám hối và sửa đổi bản thân sẽ tạo nên vẻ đẹp hiền thục. Lời nói không châm biếm, không gắt gỏng, không thô kệch, không chỉ trích mà tràn đầy sự hiền từ của người phụ nữ. Nó thể hiện ra giọng nói hay như tiếng chim hót khiến ai cũng muốn nghe. Người phụ nữ như thế nhất định là người đại phúc. Nếu như giọng nói của một người phụ nữ không tốt thì gia đình rất khó thịnh vượng. Muốn nói lời hay ý tốt thì cần phải tu đức, bởi vì lời nói xuất phát từ nội tâm, trời đất đều biết rõ. Khi thể hiện ra nét mặt hiền lành, hòa ái dễ gần, giản dị thanh cao đều cho thấy nội tâm người này rất thiện lương, biết lo tu thân dưỡng tính. Người có nhiều phúc báo sẽ thể hiện ra ở chính gương mặt. Càng lớn tuổi, tướng mạo của người phụ nữ này càng thiện, càng không già đi, ai tiếp cận họ cũng luôn có cảm giác thân thiết. Càng lớn tuổi, tính tình càng giống một đứa trẻ, nội tâm an lạc như là ở đời này không còn gì phải lo lắng. Kỳ thực, sự giàu có của người phụ nữ không phải đến từ chồng, lại không đến từ ông chủ mà đến từ chính phúc phận của họ. Giữ thiện tâm và cố gắng hành thiện, người phụ nữ sẽ tích được phúc báo dày nên mỗi ngày. Khuôn mặt xinh đẹp cũng là một loại phúc báo, dù là phúc báo gì đều có căn nguyên của nó, giống như tài phú đến từ bố thí, tôn quý đến từ khiêm cung, khuôn mặt xinh đẹp đến từ dịu dàng lương thiện. Đến trung niên, tướng mạo đã đi vào ổn định, cũng là thể hiện của tính cách một người. Nhiều người khoan hậu có khuôn mặt có phúc, người dịu dàng lương thiện có khuôn mặt xinh đẹp, người thô bạo vẻ mặt hung dữ. Rất nhiều phụ nữ trung niên, lão niên có phẩm tính không tốt, vẻ mặt thường cay nghiệt, cũng gọi là tướng bạc mệnh khắc chồng. Xem tướng là một loại tích lũy kinh nghiệm, tướng tùy tâm sinh, từ mặt biết tâm, từ tâm biết mệnh. Thật ra, tướng mạo không phải sinh ra là đã cố định, mà nó phản chiếu của quá trình tu tâm và hành động lâu dài. Vậy nguồn gốc khuôn mặt, tuổi thiếu niên, thanh niên ở đâu? Đặc thù của tướng mạo có quan hệ với sự di truyền của bố mẹ, như màu da, màu tóc. Nhưng khuôn mặt dáng người cùng tiên thiên có quan hệ, mức độ xinh đẹp là dựa theo những đời trước mà bố trí. Nửa đời trước của một người là ảnh hưởng từ kiếp trước, nửa đời sau chính là tự mình. Vậy mới nói, sau khi đến trung niên, cần phải chịu trách nhiệm với hành vi của chính mình. Lòng từ bi cũng là một yếu tố quan trọng. Người có thiện tâm thường từ trong ra ngoài, tản mát ra một loại hào quang, càng khiến người thuận mắt, càng ngày càng thích tiếp xúc. Mà người ích kỷ, giảo hoạt, so đo, tất khó nhìn, thậm chí xấu xí, cho dù may mắn có khuôn mặt đẹp đẽ thì trên mặt cũng sẽ dần hiện ra một vài chỗ khiến cho người không thích. Người ta thường nói khuôn mặt không có duyên, chỉ lần đầu gặp hơi thuận mắt, tiếp xúc nhiều liền không còn thuận nữa. Xin hãy tin rằng tướng mạo là có thể từng bước thay đổi đấy. Nhất là một khuôn mặt xinh đẹp sẽ từ trong ra ngoài tản mát ra một lực hấp dẫn khiến cho người gặp bất tri bất giác sinh lòng mến mộ. Nhiều khi xinh đẹp hay không chính là từ tâm mà nhìn. Hơn nữa, niệm Phật làm phiền não không còn, cho dù phiền não không thể hoàn toàn hết nhưng cũng ít đi, vọng niệm ít, mọi người liền trở nên thông minh, có trí tuệ. Bạn được chuyển biến ngay tâm lý chuyển biến thì dung mạo của bạn cũng đổi tốt theo. Chúng ta muốn có tướng mạo tốt đẹp thì có thể tu mà có được. Tướng tùy tâm chuyển, tâm của quý vị tốt, tướng mạo sẽ đổi tốt. Tu 3 năm 5 năm sẽ nhận ra rõ ràng, 8 năm 10 năm thì biến đổi càng nhiều. Thực tế, phúc tướng không chỉ là bẩm sinh mà còn được hình thành từ những hoạt động bình thường như cười nói. Ví dụ một người ăn uống nhồm nhoàm, ngồi không ngay ngắn, đi đứng xiên xẹo là người bần hàn nhỏ mọn. Vậy người ăn uống đi đứng nói chuyện thế nào mới là người có phúc tướng? Biểu hiện cơ bản trong thói quen sinh hoạt hàng ngày cho biết một người có phúc tướng hay không. Nếu biết cách thay đổi thói quen này, bạn không những trở nên lịch sự duyên dáng mà còn có hậu vận tốt đẹp về sau. Thứ nhất, tướng ăn.
Tướng ăn là một phần quan trọng của cuộc sống, thể hiện đẳng cấp và tính cách của mỗi người. Không chỉ đơn giản là một hành động thường ngày, cách chúng ta ăn còn phản ánh rõ ràng về cuộc sống và tâm hồn. Việc ăn uống không chỉ đơn thuần là việc cung cấp năng lượng cho cơ thể, mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa về tinh thần và văn hóa. Người có phúc tướng thường ăn chậm, nhai kỹ và thường thể hiện một cuộc sống an nhàn và không vội vã. Họ biết tận hưởng mỗi miếng thức ăn, tận dụng từng khoảnh khắc để tạo nên trải nghiệm ẩm thực đặc biệt. Sự từ tốn và thong thả trong cách ăn của họ thể hiện sự biết ơn về những gì họ có và sự tôn trọng đối với quá trình chế biến thức ăn. Họ không chỉ đơn thuần là ăn để sống, mà còn sống để thưởng thức những món ăn. Cách ăn này không chỉ tốt cho sức khỏe, giúp hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn, mà còn phản ánh một tâm hồn biết thưởng thức, biết trân trọng những điều giản dị nhưng quý giá trong cuộc sống. Người có phúc tướng ăn uống còn thể hiện một lối sống cân bằng, không chỉ trong việc ăn uống mà còn trong cách họ đối xử với mọi người xung quanh. Họ biết cách giữ gìn sức khỏe, biết cách chăm sóc bản thân với những người thân yêu. Họ thường chọn những món ăn lành mạnh, chế biến từ nguyên liệu tươi ngon, không chỉ để duy trì sức khỏe mà còn để tận hưởng hương vị tự nhiên của thực phẩm. Điều này không chỉ giúp họ có một cơ thể khỏe mạnh mà còn tạo nên một cuộc sống hạnh phúc viên mãn. Cũng có những người ăn nhanh nhưng lại gọn gàng và sạch sẽ. Họ không làm mất thời gian và không ngồm ngoàm trong khi ăn. Sự hiệu quả và tổ chức trong cách họ ăn cũng là một tướng tốt. Điều này thể hiện tính cách tự quản, khả năng quản lý thời gian và không tạo ra rác rưởi không cần thiết. Những người này thường là những người có tính kỷ luật, biết cách tổ chức công việc và cuộc sống một cách khoa học. Họ biết cách tận dụng thời gian một cách hiệu quả, không lãng phí vào những việc không cần thiết. Điều này giúp họ đạt được nhiều thành công trong cuộc sống và công việc. Tuy nhiên, khi ăn, chúng ta cũng cần tránh những tướng xấu. Việc ăn kiểu cách, giả vờ hay yểu điệu quá mức có thể thể hiện tính cách không chân thật và thiếu sự tự tin. Những người quan tâm đến cách ăn của họ thường có tâm hồn bất ổn hay cảm thấy áp lực về việc phải thể hiện bản thân qua hành động đơn giản như là ăn uống. Những người này thường lo lắng về việc người khác nghĩ gì về họ, dẫn đến việc họ không thể tận hưởng bữa ăn một cách tự nhiên và thoải mái. Họ có thể trở nên căng thẳng, lo lắng và không thể tận hưởng những điều đơn giản trong cuộc sống. Ngoài ra, cũng cần lưu ý những thói quen xấu khi ăn. Ăn uống lộn xộn, không giữ gìn vệ sinh, ăn một cách thiếu tôn trọng hoặc ăn trong trạng thái căng thẳng, lo âu cũng là những tướng xấu. Những thói quen này không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn phản ánh một tâm hồn không được bình an, luôn gặp khó khăn trong việc tìm thấy niềm vui và sự hài lòng trong cuộc sống. Những người này thường dễ gặp phải những vấn đề về tiêu hóa, sức khỏe và tâm lý, khiến cho cuộc sống của họ trở nên khó khăn và bất ổn. Ngoài ra, cũng cần lưu ý những điều sau khi ăn. Ưu tiên ăn vào lúc ban ngày hoặc trong ánh sáng tự nhiên thay vì trong bóng tối, hoặc ngồi quay lưng vào ngọn đèn hay tường, bởi người xưa cho rằng đó là cách ăn bóng không tốt. Cũng không nên nhìn quanh quẩn, láo liên hoặc bất kỳ thái độ nào tượng trưng cho sự không tôn trọng đối với thức ăn. Những thói quen này thể hiện sự khổ nghèo và thiếu thốn trong tâm hồn. Người có tướng ăn đẹp thường là những người sống có văn hóa, biết cách tận hưởng cuộc sống và biết cách tạo ra những khoảnh khắc đẹp trong cuộc sống hàng ngày. Họ biết cách ăn uống một cách lịch sự, tế nhị và biết cách tạo ra một không gian ăn uống ấm cúng, thoải mái. Họ biết cách thưởng thức từng miếng ăn, biết cách tạo nên những bữa ăn ngon miệng và bổ dưỡng. Thứ hai, tướng nói. Người có phúc tướng thường khiến người khác cảm thấy thoải mái khi nói chuyện với họ. Cách họ tập trung vào đối tượng nói chuyện như việc hướng mắt và thân hình về phía người đó, tạo ra sự kết nối tự nhiên và chân thành. Điều này thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến đối tác trò chuyện. Ngược lại, nếu bạn thường xuyên nhíu mày, nhíu trán khi nói chuyện, đây có thể là dấu hiệu của sự căng thẳng hoặc không thoải mái trong việc trò chuyện. Điều này có thể tạo cảm giác không thoải mái cho người khác và ẩn chứa những thông điệp không muốn thể hiện. Chính vì vậy, cần cân nhắc và sửa đổi thói quen này để tạo ra môi trường trò chuyện tích cực hơn. Tốc độ nói cũng rất quan trọng. Nếu bạn nói quá nhanh hoặc bằng giọng mũi thều thào, điều này có thể làm cho người nghe khó hiểu và mệt mỏi. Thay vì vậy, hãy thử giảm tốc độ nói và lựa chọn những từ ngữ rõ ràng để truyền đạt ý định của mình một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Cuối cùng, quan điểm quan trọng nhất của tướng là việc nhìn đối phương khi nói chuyện. Không nhìn đối tác nghĩa là bạn có thể đang che giấu điều gì đó hoặc là không tôn trọng họ. Trong giao tiếp, mắt chính là cửa sổ đi vào tâm hồn chúng ta
và việc nhìn vào đôi mắt của người khác có thể thể hiện được sự chân thành, trung thành và lòng tôn trọng. Vì vậy, hãy nhớ những lời khuyên quý báu này từ tướng khi bạn tham gia vào các cuộc trò chuyện. Chúng có thể giúp bạn xây dựng được mối quan hệ tốt hơn và tạo ấn tượng tích cực với người khác. Thứ ba, tướng đi. Dưới mắt các nhà nghiên cứu nhân tướng học, con người có cách đi vội vã. Vội vàng là biểu lộ của người có tính tình khá nóng, dễ nổi giận và hay gây sự. Nếu đi như chạy thì lại càng khổ nữa, vì dễ làm đổ tiền, đổ gạo, rơi vãi trên đường. Tới đây quý vị cũng đừng có cái nhìn quá một chiều về những điều không tốt của tướng đi đó. Vì nếu người có tướng đi nhanh như vậy, thậm chí lúc nào cũng như muốn vượt lên phía trước, đành rằng cũng khó mà giàu lên, nhưng lại là người biết nhìn xuống, có lòng thương kẻ nghèo hơn mình và biết ứng xử nhanh nhẹn. Người có dáng đi đỏng đảnh như các chú vịt là người rất thích quyến rũ người khác. Người có dáng đi uốn éo như rắn với cái đầu động đậy nhẹ theo bước chân là người có trái tim lạnh, thường mưu lợi riêng cho mình dù phải gây thiệt thòi cho kẻ khác. Đi như con hạc, chân cất cao khỏi mặt đất là người thích giấu mình trong đời sống nội tâm, kín đáo và khó chinh phục. Đang đi mà đầu thường cúi xuống, lại hơi nghiêng về phía trước là người trầm mặc, mộng mơ và hay thay đổi bạn tình. Đi mà từ bụng tới mông đều nhích động nhẹ nhàng là người vui vẻ, nhẫn nhịn và biết chiều chuộng bạn đời. Đi với bước chân kéo lê trên mặt đất một cách chậm rãi là người đa cảm, dễ hờn, dễ giận nhưng cũng dễ dỗ dành và rất chóng nguôi ngoai. Đi mà lưng thẳng với những bước chân đều đặn hướng tới trước, thân người tới sau là người có biệt tài nào đó, có tính cương nghị, nhiều thành công và là chỗ dựa đáng tin cậy cho người bạn trăm năm của mình. Thứ tư, tướng ngồi. Tướng ngồi là một khía cạnh đặc biệt của tâm hồn và cuộc sống chúng ta. Đôi khi cách chúng ta ngồi có thể tiết lộ nhiều điều về tính cách, tình hình tài chính và mối quan hệ. Khi tướng ngồi không yên, đặc biệt là với đầu chốc chốc lại lắc qua lắc lại, điều này thường báo hiệu về sự bất ổn trong cuộc sống. Người này có thể đang trải qua khó khăn về tài chính, công việc hoặc mối quan hệ cá nhân. Họ có thể đối mặt với sự mất mát hoặc rủi ro trong tương lai. Để hóa giải tình huống này, họ cần làm ăn khôn ngoan hơn và chú ý đến việc tạo điều kiện thuận lợi cho tâm hồn và tài chính của mình. Còn người ngồi nghiêng qua một bên, đặc biệt là nghiêng về bên trái, có thể gặp nhiều thách thức trong cuộc sống. Nếu họ nghiêng bên mặt, thậm chí là không bị tật, thì có thể báo hiệu về một số vấn đề trong hôn nhân hoặc mối quan hệ tình cảm. Họ có thể cảm thấy thiếu may mắn và gặp khó khăn trong việc duy trì một mối quan hệ ổn định. Nếu họ nghiêng bên trái, thường có sự không may mắn và thất bại trong công việc kinh doanh hoặc mua bán. Điều này có thể là dấu hiệu của việc làm ăn không thành công hoặc rủi ro tài chính. Tuy nhiên, có những người ngồi vững như một bức vách, như trái núi. Họ đứng lên với dáng vẻ thẳng thắn, điềm tĩnh và thoải mái. Sự ổn định và sự tự tin phát ra từ tướng này thường là dấu hiệu của một người có phong thái sang cả. Họ có khả năng đối mặt với mọi thách thức của cuộc sống một cách bình tĩnh và tự tin và thường gặt hái được thành công trong sự nghiệp và mối quan hệ. Vậy nên, dù bạn có ngồi như thế nào, hãy xem xét những thông điệp mà tướng ngồi của bạn đang gửi đến bạn. Điều này có thể giúp bạn nhận biết và giải quyết các vấn đề trong cuộc sống một cách hiệu quả hơn và hướng đến một tương lai đầy hứa hẹn và thành công. Thứ năm, tướng ngủ. Tướng ngủ là một phần khá quan trọng trong cuộc sống của mỗi người và nó có thể phản ánh nhiều khía cạnh khác nhau của cuộc đời và tính cách. Những gì chúng ta trải qua trong giấc ngủ có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tương lai của chúng ta, theo quan niệm của nhiều người. Quý tướng ngủ thường thể hiện sự thanh thoát, sự thanh bình và thoải mái trong giấc ngủ. Họ nằm có dáng dấp thanh tao, đôi mắt nhắm kín, môi khép lại một cách nhẹ nhàng, tạo nên một thần thái bình yên trên gương mặt. Điều này thường thể hiện tính cách của họ với sự bình an và hòa hợp trong cuộc sống. Người thường nằm ngủ nghiêng về bên trái, đôi chân thường được duỗi thẳng và tay trái đặt xuôi dọc theo cơ thể, giống như tướng nằm của Phật. Khi họ ngủ, môi thường khép như mỉm cười nhẹ. Đây là dấu hiệu của người trường thọ, thông minh và có trí tuệ. Tướng ngủ này thường biết tận hưởng cuộc sống và có khả năng quản lý tốt sự cân bằng giữa cảm xúc và thể xác. Ngược lại, người nằm ngủ với miệng hở, lộ răng và nghiến răng trong đêm
thường được xem là tướng xấu và mang trong mình dấu hiệu của sự yếu đuối và rủi ro. Đặc biệt, tướng người ngủ với miệng hoàn toàn mở, thỉnh thoảng nghiến răng và gặp sự kẹt kẽo trong đêm, thường được xem là dấu hiệu của một tương lai đen tối, có thể đối mặt với nguy cơ tử vong vì vũ khí như là gươm đao hoặc súng đạn. Nhưng quan trọng nhất là trước khi đi ngủ, chúng ta cần tạo điều kiện cho giấc ngủ tốt. Hãy thả lỏng cơ thể, giải tỏa mọi áp lực và phiền muộn để cuối cùng bạn có thể đón nhận giấc ngủ với sự an bình và tĩnh lặng. Dù cuộc sống có khó khăn và gian nan, nhưng nếu tướng ngủ của bạn là một tướng tràn đầy sự an yên, may mắn và hòa hợp, thì có lẽ may mắn sẽ quay lại với bạn sớm thôi. Thứ 6. Tướng cười. Nụ cười đôi khi là một cửa sổ mở ra tâm hồn của con người và nó có thể tiết lộ nhiều điều về tính cách và tâm trạng của chúng ta. Cách mà chúng ta cười không chỉ thể hiện niềm vui mà còn phản ánh sự chân thành và bản chất của tâm hồn. Nụ cười của người có phúc tướng thường là một biểu hiện tự nhiên sảng khoái của niềm vui thật sự. Khi họ cười, ánh mắt của họ cũng cười theo, tạo nên sự đồng tình và chân thành. Tiếng cười của họ thường trong trẻo và có độ vang như một điều làm sáng bừng không gian. Điều quan trọng hơn, nụ cười này thường bắt nguồn từ tâm hồn chân thành và niềm vui chan hòa, và nó có thể mang lại vận khí tốt cho chủ nhân của nó. Tuy nhiên, cũng có những người có thói quen cười vì xui xẻo hoặc là thất thố của người khác được gọi là nụ cười thâm độc. Họ có thể đối diện với những hậu quả xấu xảy ra trong cuộc sống của họ. Việc cười chê bai hoặc xúc phạm người khác không chỉ mang lại điều gì đó tiêu cực cho họ, mà còn tạo ra một tâm hồn đen tối, không hài lòng với cuộc sống của mình. Một ví dụ nổi bật về cái cười đầy ẩn ý là cái cười của Hoạn Thư trong truyện Kiều. Trong ngoại trình, Hoạn Thư thường nói cười, nhưng bên trong lại đầy toan tính, lạnh lùng và tính toán. Cái cười của Hoạn Thư thường chỉ động nhẹ khóe môi mà vai lại rung lên, tạo ra sự đối lập giữa bề ngoài và bên trong. Đây là dấu hiệu của một người có tính toán và mưu sự ngầm bên trong, thường hướng đến thành công của mình mà không ngại làm hại người khác. Vậy nên, hãy xem xét cách bạn cười và nụ cười của mình. Nó có thể cho thấy bạn là người có lòng chân thành, hạnh phúc và tốt bụng, hay bạn có thể cần phải điều chỉnh cách tiếp xúc với người khác và quan điểm cuộc sống của mình. Nếu bạn có thể duy trì một nụ cười chân thành và lạc quan, bạn có thể thu hút được niềm vui và vận khí tốt hơn trong cuộc sống của mình. Vậy thế nào là tâm sinh tướng? Ở đoạn cuối của truyện Cửa Tùng Đôi Cánh Gài của Thiền sư Thích Nhất Hạnh, ta thấy vị sư huynh khi soi vào gương đã không thấy gương mặt của mình mà là mặt của một con yêu to lớn với đôi mắt tối sâu như hai miệng giếng không đáy. Hai chiếc răng dài quặp sâu vào chiếc cằm vuông trên một khuôn mặt xám ngoét như gà cắt tiết. Có thể hiểu đó không phải là gương mặt quỷ hiện ra trong gương mà là cái tâm quỷ hiện ra trước ánh sáng của trí tuệ. Nghĩa là con người đôi khi bị tâm mình đánh lừa, làm việc xấu mà lại tin mình đang làm việc tốt, hoặc làm việc tốt nhưng lại với một tâm sân hận kiêu căng. Chỉ có người nào có cái tâm thật trong sáng như gương thì mới nhìn thấu được nguồn tâm. Trong Kinh Hoa Nghiêm, Bồ Tát Phổ Hiền nói rằng nếu nghiệp của chúng sinh mà có hình tướng thì chúng chiếm đầy cả không gian. Còn tôi thì nghĩ cũng may là nghiệp của chúng sinh không có hình tướng nên chúng sinh mới tồn tại nổi. Ví dụ khi ta khởi niệm độc ác hại người thì có thể sẽ hiện ra hình con rắn. Khi tâm khởi soi mói chuyện người thì hiện ra quỷ vương ba mắt, bốn mắt. Còn ai có nhân cách méo mó thì hình dáng của nghiệp sẽ là một cơ thể dị dạng. Khổ nỗi chúng sinh thường nghĩ và làm ác nhiều hơn thiện. Lâu lâu chúng ta mới làm được một việc thiện, nhưng ý niệm xấu ác thì thường xuyên khởi lên trong tâm. Ngay cả việc thiện đó cũng chưa chắc đã xuất phát từ động cơ thiện, cho nên sẽ rất khủng khiếp nếu ý nghĩ và nghiệp của chúng sinh có hình tướng và có thể thấy được. Tuy nhiên không thấy nhưng không có nghĩa là không có. Phàm phu không thấy nhưng bậc thánh thì thấy hết. Do thấy những hình tướng ghê sợ và xấu xa của nghiệp nên họ không bao giờ khởi lên ý nghĩ xấu. Còn phàm phu điếc không sợ súng, do đó tha hồ nghĩ bậy làm ác. Những người sân hận hay toan tính hại người, nếu bình tâm nhìn lại tâm mình, chắc họ cũng không thể nhận ra bản thân nữa vì nó quá kinh khủng.
Tuy nhiên chúng ta đừng nghĩ rằng cái tâm ác đó chỉ được nhìn thấy khi có kính chiếu yêu, mà cái tâm ác đó cũng biểu hiện lên khuôn mặt thật của chúng ta, cái mà người xưa gọi là tâm sinh tướng. Trong tâm của chúng ta có cái gì, suy nghĩ gì, toan tính gì, hiền hay dữ, thiện hay ác, đều thể hiện ra bên ngoài cơ thể, nhất là trên gương mặt. Có thể có ai đó nghĩ rằng mình rất khéo che giấu cảm xúc. Vâng, họ có thể giấu được người khác, nhưng làm sao giấu được bản thân? Và mỗi suy nghĩ khởi lên là một đường nét mà ta đã chạm khắc vào bức tượng cơ thể của chúng ta. Một cách cố ý hay vô tình, dù muốn hay không thì chính tâm của chúng ta là họa sĩ, là nghệ nhân điêu khắc kỳ tài nhất đã thể hiện một cách xuất sắc và chính xác từng milimét những cảm xúc bên trong nội tâm thành đường nét bên ngoài của cơ thể. Có thể một ý nghĩ xấu chưa tạo thành đường nét, nhưng ý nghĩ ấy cứ lặp đi lặp lại trong một thời gian dài thì nó sẽ tạo thành dấu ấn và lưu lại trên cơ thể, nhất là gương mặt của họ. Đừng nói một bậc giác ngộ, chỉ cần người biết xem tướng thôi cũng có thể biết được tương lai của bạn, thậm chí kiếp sau của bạn sẽ đi về đâu, vì nó đã hiện rõ ra rồi. Không phải đợi sau khi chết chúng ta mới biến thành ngạ quỷ. Ví dụ vậy mà chúng ta đã làm ngạ quỷ khi đang còn sống rồi, trên cách thức và gương mặt của chúng ta. Nếu có ai đó tạo một bức tượng hình thù kỳ quái và mặt mày hung tợn rồi nói với mọi người rằng đây là tượng Bồ Tát thì chắc không ai tin. Vì ai cũng biết rằng Phật Bồ Tát thì hiền hòa, từ ái, làm cho người nhìn hoan hỉ, còn ma quỷ thì xấu xa ghê rợn, đến nỗi không dám nhìn. Tâm như thế nào thì tướng sẽ như vậy. Mỗi ngày tôi đều soi gương để xem gương mặt mình hôm nay như thế nào. Nếu thấy gương mặt mình vẫn tươi sáng thì tốt, tự thưởng cho mình một nụ cười rạng rỡ. Còn thấy gương mặt mình bí dị như cái bánh bao chiều hay có vẻ sân si thì phải coi lại cái tâm của mình. Mình phải làm sao mà dù chuyện gì xảy ra, dù hoàn cảnh có như thế nào thì cũng phải giữ gìn tâm niệm thiện lành và ý nghĩ tốt đẹp, không để cho sự bi quan hay sân hận chiếm ngự tâm hồn. Đừng để cho những tâm trạng tiêu cực đó khắc lên gương mặt đẹp đẽ của mình những đường nét khó coi. Chúng ta ai cũng hiểu cuộc đời là vô thường, nay còn mai mất, nay vầy mai khác. Muôn sự không có gì tồn tại vĩnh viễn, bất biến, không thay đổi. Cho nên chúng ta nhất định không tranh cãi, không ngạc nhiên, cũng như không bực bội khi thấy người khác thay tướng đổi tâm từ tốt thành xấu, hoặc ngược lại, từ xấu thành tốt. Chữ tu được dùng để đề cập đến vấn đề tu tập của tất cả những người theo đạo Phật, được gọi là Phật tử, dù đã quy y hay chưa, tại gia hay xuất gia. Chữ tu theo thế gian thường dùng được ghép thêm chữ như là tu bổ, tu trí, tu chính, tu chỉnh, tu dưỡng, tu hành, tu luyện, tu sửa, tu tỉnh, tu nhân tích đức, tu tâm dưỡng tính, và có nghĩa là sửa. Chẳng hạn như là sửa chữa, sửa đổi, sửa mình, sửa sai, sửa sang, sửa soạn. Nói chung là tu sửa. Chúng ta thường than vãn, cũng như nghe nhiều người khác than vãn rằng cuộc đời sao khổ quá. Tại sao vậy? Sở dĩ cuộc đời có nhiều khổ đau vì con người thường tự làm khổ chính mình và làm khổ người khác. Con người tự làm khổ chính mình và làm khổ người khác bởi các tâm, tham lam, sân hận và si mê. Vì tâm tham lam, con người thường muốn có nhà cao cửa rộng, tiền rừng, biển bạc, tiền vô như nước, tiền ra nhỏ giọt, danh vọng lẫy lừng, cho nên không từ bỏ bất cứ cơ hội nào để đạt được những điều mơ ước đó. Bất chấp lẽ phải, bất chấp thủ đoạn, bất chấp việc gây đau khổ cho người khác, qua các hành động, lời nói hay ý nghĩ lợi mình hại người, vu khống, cáo gian, giật hụi, quỵt nợ. Vì tâm sân hận, con người thường chấp nhặt những điều bất như ý, luôn nhớ những điều người khác làm mất lòng mình, khó quên các mối thù, sống để dạ, chết mang theo, không bỏ qua những lời nói không vừa ý, dù vô tình hay cố ý, khắc ghi những việc người khác làm tổn thương ít nhiều danh dự, tự ái hay tài sản của mình. Vì tâm si mê, con người thường gây tạo bao nhiêu ác nghiệp, oán nghiệp, tà nghiệp mà không hay biết, tin tưởng nhiều điều mê tín dị đoan, cố chấp những phong tục tập quán lỗi thời, bất công, đòi hỏi những điều bất hợp lý, quá đáng, ích kỷ, tuân theo những giới cấm, điều răn, luật lệ phi lý, vô nhân và tàn ác. Bởi vậy cho nên muốn sống đời thành thơi, an lạc và hạnh phúc, không tự làm khổ mình và không gây khổ cho người,
chúng ta phải biết tu tâm hay tu tâm dưỡng tính. Muốn dẹp bỏ dần tâm tham lam, chúng ta nên giữ gìn giới luật, tu tập hạnh bố thí, tập sống cần kiệm tri túc, biết thế nào là đủ. Cuộc sống của chúng ta sẽ bớt nhiều sự đau khổ do tâm tham lam chi phối. Muốn dẹp bỏ dần tâm sân hận, chúng ta nên tu tập thiền định, hành hạnh từ bi, biết thương người như thương mình, biết thông cảm người khác. Cuộc sống của chúng ta sẽ bớt nhiều đau khổ do tâm sân hận chi phối. Muốn dẹp bỏ dần tâm si mê, chúng ta nên tu tập trí tuệ, hành hạnh hỷ xả, nhận định đâu là nhân quả, không tiếc việc đã qua, biết đâu là tránh tà, biết bỏ qua những việc không cần thiết. Cuộc sống của chúng ta sẽ bớt nhiều đau khổ do tâm si mê chi phối. Quý vị thân mến, chúng ta thường nói đất lành chim đậu, người ăn ở hiền lành cũng như thế, dễ nhận được phước báo hơn. Trái tim là sự phản ánh của ngoại cảnh, còn ngoại hình chính là mặt tiền. Đa số chúng ta đều phản ánh cảm xúc rõ rệt nhất trên gương mặt. Nhiều người chỉ quan tâm đến việc làm thế nào để bản thân trở nên đẹp hơn mà quên mất một điều thực tế. Người thông minh thực sự sẽ trau dồi cả vẻ đẹp tâm hồn lẫn bên ngoài, có trí tuệ đồng hành, dung mạo mới không dễ tàn phai. Khi một người có thể đủ mạnh mẽ chịu đựng mọi điều bất hạnh trong cuộc sống, tập trung vào việc phát triển chính mình, không nghĩ đến việc trả thù, họ cũng chính là người tử tế nhất, thông minh nhất. Đàn bà sát chồng, luôn mở miệng nói năm lời này. Đàn ông tránh xa, kẻo tan cửa nát nhà, khổ ba đời không hết. Quý vị thân mến, người xưa có câu: thê hiền phu họa thiếu, tử hiếu phụ tâm khoan. Tức là vợ hiền đức thì chồng ít họa, con hiếu thảo thì cha mới yên lòng. Những lời này vừa là lời giáo huấn tổng kết, vừa là lời ca ngợi vai trò của người vợ trong gia đình. Trong nhà có người vợ hiền giống như quốc gia có vị tể tướng tài đức, gìn giữ và xây dựng mái ấm hậu phương, giúp người đàn ông trụ cột gia đình yên tâm bươn trải làm ăn kinh tế. Người đàn ông nào cũng phải thành gia trước, sau đó mới lập nghiệp. Do đó, phẩm đức của người phụ nữ xây dựng gia đình đằng sau sẽ có ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của người chồng. Thế nhưng ngược lại, trong nhà mà có người vợ ác độc, luôn nói lời tiêu cực thì gia đạo lục đục bất an, con cái hư hỏng. Đặc biệt là đàn bà mà mở miệng nói năm câu này, chứng tỏ là người đàn bà độc ác, sát chồng, hại con. Vậy đó là năm câu nào? Quý vị hãy cùng ngẫm thế gian đi sâu vào tìm hiểu ngay sau đây. Thứ nhất, nói lời so sánh chồng mình với chồng người ta. Nhiều phụ nữ luôn nghĩ rằng chồng người ta không bao giờ làm mình thất vọng, sau đó thì so sánh với chồng mình. Lý do vì sao? Chắc hẳn các chị em phụ nữ đã từng có ít nhất một đến vài lần trầm trồ: chồng nhà người ta không bao giờ làm mình thất vọng, hoàn toàn trái ngược với chồng mình. Tuy nhiên, đây là một sai lầm lớn nhất của phụ nữ. Đó chính là liều thuốc độc dành cho hôn nhân của chính mình. Khi sống chung nhiều năm, những khuyết điểm của vợ hay chồng đều được đối phương nhìn thấy hết. Lúc này, đôi bên sẽ chẳng còn cuồng nhiệt, thậm chí là chẳng còn ưa nhau nữa. Còn đối với chồng người khác thì chúng ta chỉ nhìn thấy bề nổi, nên lúc nào cũng so sánh chồng mình với chồng người. Đây có lẽ là lý do khiến cho phụ nữ ảo tưởng rồi thích chồng của người khác. Chồng người cái gì cũng giỏi, còn chồng mình thì yếu về mọi mặt. Từ đó những người phụ nữ này sẽ dễ lạc lối và phạm những sai lầm không đáng có. Mọi người đã kết hôn đều biết rằng hôn nhân không phải là một chuyến dã ngoại và nó không phải lúc nào cũng như mong đợi. Khi sống chung với nhau, mọi điểm xấu mới bộc lộ. Để có thể nắm tay nhau đi đến cuối cuộc đời, mỗi người cần bao dung, chấp nhận điểm xấu và nhìn vào điểm tốt của đối phương để tận hưởng cuộc sống. Đàn bà rất hay tò mò về mọi phương diện, đặc biệt cũng tò mò về chồng của người khác. Càng bí ẩn thì đàn bà càng dễ bị cám dỗ. Đàn ông thích những điều mới lạ thì phụ nữ cũng như vậy. Sống với chồng càng lâu, hôn nhân càng nhạt nên phụ nữ luôn muốn được ra ngoài để trải nghiệm những điều mới lạ. Vì vậy, nếu không kiềm chế được bản thân thì phụ nữ sẽ dễ sống trong cảnh mơ mộng, tơ tưởng đến chồng người. Ai cũng có điểm xấu, điểm chưa hoàn hảo nên cần phải chấp nhận những điều chưa tốt của đối phương. Hãy thẳng thắn nói chuyện trực tiếp với bạn đời khi xảy ra các vấn đề liên quan tới bạn bè, gia đình để tránh những tác động, suy nghĩ tiêu cực có thể gây ảnh hưởng.
Các cặp vợ chồng hạnh phúc chẳng bao giờ đang đếm nhiệm vụ của mình là bao nhiêu hay ai phải làm việc nhiều hơn. Mỗi người đều tự biết việc mình cần làm và đôi lúc họ cũng chẳng phàn nàn gì nếu kiêm luôn việc của đối phương. Chẳng hạn khi chồng mải mê xem một trận bóng yêu thích, vợ sẽ sẵn sàng tự mang đồ đi phơi. Hay lúc vợ có việc đi làm về trễ, chồng sẽ tự biết nấu nướng và dọn cơm đợi vợ ở nhà. Cũng như vậy, cặp đôi hạnh phúc sẽ không so sánh bạn đời của mình với người vợ hay người chồng người khác. Những cặp đôi hạnh phúc luôn sống với thực tế và không quá mơ mộng rằng mọi thứ họ trông mong đều trở thành hiện thực. Họ biết rằng mỗi người đều có trách nhiệm để xây dựng và duy trì hạnh phúc lứa đôi, chứ không chỉ sống dựa dẫm vào đối phương. Chẳng hạn như nếu mơ ước của bạn là đi du lịch, hãy tiết kiệm và dành dụm thay vì mè nheo hay vặn vẹo nửa kia của bạn. Mơ ước luôn tồn tại, nhưng có những thứ sẽ trở thành hiện thực khi bạn cố gắng. Có những thứ mãi mãi chỉ là giấc mơ. Thứ hai, nói lời độc địa. Có rất nhiều cặp vợ chồng sau khi kết hôn đã ôm về cho mình sự cô đơn và thất vọng trước cách ứng xử của người bạn đời. Khi yêu thì người nào cũng dành cho nhau những lời yêu thương có cánh, dịu dàng, những cử chỉ quan tâm chu đáo. Nhưng sau kết hôn, họ đã không còn giữ được sự quan tâm, chăm sóc, vun đắp tình cảm nữa. Thậm chí một số người thay đổi hoàn toàn thái độ, biến thành những bà vợ đầy ác khẩu. Sự thô lỗ, lời nói độc địa của vợ đã khiến cho người chồng của họ rơi vào lãnh cảm, và đó là dấu hiệu cho sự tan vỡ của một gia đình hiện nay. Vợ tôi là người rất giỏi nên đòi hỏi người khác cũng phải giỏi như mình, không thì mắng trời không tiếc lời. Nếu tôi cự nợ thì bị nói thêm, nếu tôi có nói quá thì bị chửi ngay không thương tiếc. Đối với mọi người thì tôi được nhiều người nhận xét là biết điều, chiều vợ, biết cách sống và cư xử với gia đình nhà vợ cũng như bạn bè. Vậy mà vợ tôi luôn tìm cách hạ thấp hình ảnh của tôi trước mặt mọi người bằng cách nói thể hiện sự coi thường chồng. Cuộc hôn nhân của tôi bước sang năm thứ bảy và tôi cảm giác không thể chịu đựng nổi thêm. Nhiều lúc tôi cũng nghĩ tới việc trốn tránh. Tôi không muốn nói chuyện, nhưng sống chung nhà không thể thế được. Dù sao đó cũng là vợ, là mẹ của các con. Thế nhưng nói chuyện cũng khó vì cô là người rất định kiến, ít khi chịu nghe người khác nói gì. Anh Hoàng ở Sơn Tây Hà Nội chia sẻ về cảm giác của mình trong cuộc hôn nhân hiện tại. Một số người đàn ông chia sẻ rằng họ không thể chịu nổi những câu nói đầy phũ phàng của vợ như việc chê bai, mắng chửi chồng trước mặt người thân, thậm chí mắng chồng là não cá vàng. Những câu nói chê bai miệt thị ấy đã đi theo suốt cuộc hôn nhân của nhiều người. Người thì chấp nhận vì cho rằng trong cơn bực tức thì nói cho sướng mồm, chứ thật ra là không nghĩ như vậy. Người thì bỏ qua vì mình là đàn ông, không chấp nhận sự nhỏ nhặt ấy. Tuy nhiên cũng có những người đàn ông đã không thể chịu đựng được, dẫn đến tức nước vỡ bờ, bỏ đi tất cả. Việc nói cho sướng miệng mà không cần biết tới cảm giác của người đối diện không chỉ xảy ra với đàn ông mà ngay cả một số phụ nữ khi nóng giận cũng chửi bới, xưng hô mày tao với chồng mình. Tất cả những điều này đã làm cho văn hóa ứng xử của nhiều gia đình rơi vào bờ vực thẳm. Khi bản thân mỗi người đã không tự đúc rút ra cho mình những bài học trong ứng xử, biết kiệm lời để thể hiện sự tôn trọng mình, tôn trọng chồng mình. Ông bà mình đã dạy, lời ngọt lọt tới xương, nhưng muốn nói ngọt để đạt được kết quả là cả một nghệ thuật cần phải học tập, rèn luyện. Vợ chồng phải tôn trọng nhau, cư xử tế nhị, không được to tiếng trước mặt con cái, phải hiểu nhau để cùng góp ý, sửa chữa. Muốn sống chung lâu dài thì phải đổ lượng, vị tha, chấp nhận nhau. Thứ ba, nói lời cằn nhằn. Người ta nói rằng một cô vợ ưa cằn nhằn giống như loại rượu vang lâu năm, tuy mạnh nhưng lại có vị nồng đượm khó quên. Cằn nhằn chắc chắn là thương hiệu của chị em. Tuy nhiên nếu lúc nào cũng cằn nhằn và ca cầm suốt ngày những chuyện nhỏ nhặt, nhắc tới nhắc lui chuyện xưa tích cũ thì cũng không hay chút nào. Nhiều ông chồng cứ than phiền có bà vợ hay cằn nhằn đến mức nhức đầu chóng mặt. Các bà vợ thì cho rằng cằn nhằn là muốn tốt cho chồng, vì tức tối những thói xấu trong sinh hoạt hàng ngày không kiềm được nên mới thế. Nhưng nhiều khi cái sự cằn nhằn này lại tạo tác dụng ngược. Nhắc lại cái tính cằn nhằn của mình, chị Châu không khỏi hối hận, và cũng từ đó chị bỏ bớt hẳn, không càm ràm nữa. Số là chị cũng rất hay cằn nhằn anh chồng hay nhậu nhẹt của mình.
Lần đó anh đi nhậu với bạn đến tận đêm khuya mới trở về trong hơi men chất ngất. Chị không ngủ được chờ cửa đến lúc anh về. Tức quá chị tuôn ra không biết bao nhiêu là lời khó nghe, cằn nhằn chồng suốt một giờ đồng hồ. Anh vừa bực tức vừa xấu hổ với hàng xóm khi giữa đêm thanh vắng, tiếng vợ mắng mình sang sảng. Nói hoài không chịu thôi, anh lớn tiếng hét lại vợ và lập tức lên xe bỏ ra đường, mặc cho chị Châu la với theo. Chỉ khoảng một giờ sau, chị nhận được cú điện thoại đột ngột đầy kinh hãi, báo là anh bị tai nạn xe. Chị khóc bù lu bù loa chạy vô bệnh viện kiếm chồng. Quý vị ạ, có thể bạn cằn nhằn vì cho rằng là mưa dầm thấm lâu, chồng sẽ dần ngấm sâu bài học. Tuy nhiên đàn ông vốn có nhiều sở thích và suy nghĩ khác với phụ nữ. Vì thế, những lời mà bạn nói hoài đôi khi còn phản tác dụng nếu tai chồng chịu hết thấu. Ở một số phụ nữ, việc cằn nhằn trở nên thường xuyên và ngày càng nhiều hơn, đó là do thái độ bất hợp tác và sự thiếu quan tâm của chồng. Họ cho rằng nếu như chồng chịu nghe, chịu sửa đổi thì mình sẽ không phải cằn nhằn. Vì vậy mà nhiều chị em cứ thích cằn nhằn suốt, nhắc đi nhắc lại những chuyện cũ rích để nhồi vào tai chồng ngày này qua tháng khác, khiến nhiều ông tỏ ra bức bối, khó chịu và càng muốn lười hơn, kiểu điếc không sợ súng, để dằn mặt chơi. Kinh nghiệm cho thấy chị em nên sớm tắt loa, chỉ cằn nhằn vừa đủ thôi. Ngừng chiêu ca thán, chỉ cần trao đổi yêu cầu nghiêm túc một vài lần là đủ sức thuyết phục. Nếu muốn chồng chia sẻ thì nên biết chọn thời điểm hòa thuận để thương thảo, phân công rõ nhiệm vụ phù hợp với mỗi người, đảm bảo không khí gia đình sẽ dần thay đổi. Ca ngợi cũng là một nghệ thuật, khích lệ đàn ông nhiều hơn giúp họ có thêm động lực hợp tác. Khen ngợi mỗi khi chồng làm được việc gì sẽ khiến anh ấy cảm thấy tự hào, là trụ cột gia đình vững chắc. Mật ngọt chết ruồi, đàn ông bao giờ cũng đổ vì những lời ngọt ngào, yêu thương. Một chuyên gia về tâm lý, thần kinh nhận xét rằng đàn ông rất dễ bị bức bối, stress do những lời ca thán của phụ nữ. Nam giới đặc biệt bị ảnh hưởng nhiều hơn phụ nữ bởi họ thường không chia sẻ các vấn đề của mình với bạn bè và gia đình. Đàn ông thường chỉ tâm sự với vợ hay bạn gái, trong khi đó đây là những người khiến họ đau buồn. Gia đình là cái nôi ươm trồng tình yêu thương, khi sống vui vẻ mới duy trì được hạnh phúc bền lâu. Thứ tư, nói dối khi ngoại tình. Vì thương hai con nên tôi vẫn không muốn ly hôn, nhưng vợ lại chửi tôi hèn. Đó là lời tâm sự của khán giả gửi về cho chương trình. Vợ chồng chúng tôi sống với nhau đã được 13 năm và có hai mặt con. Cháu trai năm nay 12 tuổi và cháu bé 5 tuổi. Vợ tôi làm nhân viên cho một công ty ở khu công nghiệp gần nhà. Còn tôi thì làm kinh doanh buôn bán tại nhà. Chúng tôi sống với nhau rất hạnh phúc. Bạn bè hàng xóm vẫn thường khen chúng tôi rất đẹp đôi, trai tài gái sắc, kinh tế ổn định, con cái thì có nếp có tẻ. Nhưng cuộc sống thật trớ trêu khi tôi biết được một sự thật đau lòng. Vào một buổi chiều khi tôi đi giao hàng, tôi bắt gặp một đôi tình nhân từ trong nhà nghỉ đi ra. Khi chia tay họ còn ôm hôn nhau thắm thiết. Hai người đó không ai khác chính là vợ và người bạn thân của tôi. Tôi đứng chết lặng. Giây lát sau tôi không kiềm chế được nữa và chạy đến chỗ họ. Bạn tôi nhìn thấy tôi thì bỏ chạy, còn vợ tôi thì van xin tôi tha thứ cho họ. Dù tôi rất tức tối, nhưng để giữ thể diện, tôi đành kiềm chế, lẳng lặng ra về. Khi về đến nhà, tôi hỏi ngọn ngành câu chuyện vì sao cô ấy lại phản bội tôi. Cô nói họ mới có tình cảm với nhau một vài tháng gần đây và cũng thú nhận là hai người đã ăn nằm với nhau vài lần. Nay cô ta đã biết lỗi, rất mong tôi tha thứ và giữ bí mật chuyện này với lời hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Tôi bị xúc phạm và tổn thương ghê gớm. Là thằng đàn ông mà bị vợ cắm sừng thì còn gì đau đớn hơn. Nhưng vì nghĩ thương hai đứa con nhỏ, tôi không muốn chúng phải chịu cảnh tan đàn xẻ nghé nên chấp nhận im lặng. Từ khi chuyện đó xảy ra, để xóa đi sự nghi ngờ thường trực trong lòng, tôi đã đến công ty vợ tôi làm việc để xác nhận xem những lời vợ tôi nói có đúng không. Và tôi biết được sự thật là trong suốt một năm qua, cô không tăng ca một giờ làm thêm nào ở công ty. Thế mà cô vẫn thường xuyên gọi điện nói với tôi là vì công việc em phải tăng ca về muộn. Anh nhà cửa cơm nước chăm con giúp em. Lúc đầu cô còn chối quanh, đến khi tôi photo bảng chấm công của công ty thì cô mới thừa nhận. Nhưng thay vì xin tôi tha thứ, cô lại vênh váo thách thức nói rằng sự thật như thế đấy,
anh ở được thì ở, còn không thì chia tay. Lúc đó tôi không nói gì cả vì muốn một vài hôm nữa khi hai vợ chồng bình tĩnh, tôi sẽ nói chuyện với nhau. Tôi chỉ mong vợ tôi biết sai và xin lỗi, chăm lo cuộc sống gia đình tốt hơn. Nhưng tôi càng nín nhịn bao nhiêu thì cô càng lấn tới bấy nhiêu. Cô nói tôi là đồ hèn và nếu tôi bỏ cô còn vỗ tay hoan hô. Không nhịn được nữa, vợ chồng tôi cãi nhau. Cô đùng đùng gấp quần áo và mang theo con về nhà mẹ đẻ. Lúc này không giấu được nữa, tôi đành kể chuyện cho bố mẹ vợ nghe để mong ông bà dạy bảo cô. Nhưng không ngờ ông bà bảo tôi ghen tuông vớ vẩn, đặt điều làm khổ con gái họ. Tôi buồn quá và tự ái ra về. Nghĩ cho con, bố mẹ tôi có mời gia đình vợ đến để giúp vợ chồng tôi giải quyết vấn đề. Nhưng bố mẹ vợ tôi không đến và nói rằng sự việc như thế nào thì để hai vợ chồng nó giải quyết, không ở được với nhau thì chia tay. Lần gần đây nhất tôi gặp vợ thì cô ấy nói là sự việc đã đi quá xa, bây giờ có về sống với nhau cũng không hạnh phúc, đừng ràng buộc làm khổ nhau nữa. Hãy ly hôn để giải thoát cho nhau. Sự việc đã xảy ra 8 tháng rồi. Quả thực tôi không muốn ly hôn, nhưng sự việc cứ kéo dài mãi như thế này cũng chẳng đi đến đâu. Nếu chia tay, hai con chúng tôi sẽ rất khổ. Tương lai của chúng sẽ ra sao khi đứa con chỉ có bố, đứa chỉ có mẹ? Tôi thật không hiểu vợ tôi cần gì. Tôi có làm điều gì sai đâu để cô ấy phản bội, phá vỡ tổ ấm của gia đình. Thiết nghĩ một người phụ nữ còn cần gì hơn nữa khi tôi cho cô ấy cả vật chất lẫn tinh thần. Tôi là một người chồng hết lòng thương vợ và vun vén cho gia đình. Về làm ăn kinh tế, tôi không kém bạn bè. Còn hình thức tôi cũng cao to, khỏe mạnh. Con cái thì có nếp có tẻ. Nếu so với người bạn mà vợ tôi ngoại tình thì cậu ta chẳng hơn tôi được điểm nào cả. Cậu ta gầy gò, hom hem, kinh tế thì không có gì, ở rể nhà vợ, lại còn ham mê cờ bạc. Đến giờ tôi vẫn không hiểu vì sao vợ chồng tôi nên nỗi này. Có lẽ ai rơi vào hoàn cảnh như anh cũng đều sẽ cảm thấy đau đớn, phũ phàng, mất phương hướng như vậy. Cảm giác người phụ nữ của mình đã thuộc về người khác thật không dễ chút nào. Giá như người anh kém cạnh, mắc phải sai lầm gì lớn khiến vợ không thể tha thứ, thì có lẽ anh sẽ tâm phục khẩu phục mà ly hôn. Đằng này mọi chuyện ngược lại. Vậy nên anh mới dùng rằng giữ chuyện ly hôn và gìn giữ gia đình hạnh phúc. Thứ 5. Nói lời coi thường chồng. Trong cuộc sống, cứ 100 người chồng thì có đến 99 người luôn muốn mình là trụ cột của gia đình, là nơi để vợ con nương tựa và bám víu. Họ luôn muốn mình là người đàn ông mạnh mẽ, quyết đoán, thành đạt trong sự nghiệp. Thế nhưng không phải người đàn ông nào cũng đạt được như ý nguyện. Khi không đạt được như điều họ mong muốn, không ít đức ông chồng rơi vào hệ những ông chồng nhạy cảm. Họ là người dễ mặc cảm, dễ tự ái trước mỗi lời nói, cách cư xử thiếu thận trọng của người vợ. Vì thế, phụ nữ khi có chồng không thành đạt trong sự nghiệp hay thất bại trong cuộc sống, thường phải gánh thêm một gánh nặng về tinh thần khác, đó là ứng xử với chồng. Chỉ cần vô tư hay sơ ý một chút trong lời ăn tiếng nói, trong thái độ cư xử là có thể khiến cho mọi chuyện trở nên trầm trọng hơn. Khi phụ nữ có chồng thành đạt trong sự nghiệp hoặc thuận tiện trong việc kiếm tiền, họ không chỉ được nương tựa chồng về mặt kinh tế mà còn được nương tựa luôn cả về mặt tinh thần. Bởi khi người đàn ông thành công trong cuộc sống, họ trở nên tự tin và độ lượng hơn với vợ mình. Đàn ông càng không thành công, họ càng hay xét nét, dễ tự ái và tỏ ra thiếu bao dung hơn với người phụ nữ của mình. Do vậy, khi có chồng không thành công trong cuộc sống, chị em lại cần càng phải học cách cư xử thông minh và khôn khéo. Chồng càng không thành công, chị em lại càng cần phải xử sự thật tế nhị để tránh va chạm đến tính tự ái của người đàn ông. Nhiều chuyện thật đơn giản, nhưng nếu các bà vợ không lưu ý, cũng có thể gây nên những bất hòa không đáng có. Có lẽ rất nhiều người đều đồng ý rằng, nếu vợ giỏi giang, tháo vát và kiếm được nhiều tiền thì đúng là rất đáng tự hào. Nhưng nếu cậy vì thế mà coi thường chồng thì quả là điều tối kỵ. Bạn nên hiểu là phụ nữ không có nghĩa là cô ấy không được phép thành đạt hơn bạn. Và chẳng có ai có quyền cấm cô ấy kiếm được thật nhiều tiền cho gia đình. Nhưng điều này cũng không có nghĩa là vợ bạn thành đạt, giỏi giang và kiếm tiền nhiều lại cậy thế mà coi khinh và qua mặt chồng, thì đó là điều không thể chấp nhận được. Trong hôn nhân, cứ mãi quẩn quanh trong sự coi thường người bạn đời sẽ khiến cho hạnh phúc dần tan vỡ từ lúc nào không hay.
Vợ của bạn chưa nhận ra mình may mắn khi có được một người chồng hết lòng vì gia đình và yêu thương con riêng như con đẻ. Không phải ai cũng làm được điều ấy, và bạn là một người đàn ông tử tế. Nhưng trong hôn nhân và hạnh phúc gia đình có rất nhiều yếu tố góp phần làm nên hạnh phúc và ngược lại. Ngoài việc bạn kiếm tiền ít hơn vợ, vậy còn yếu tố tuổi tác, sức khỏe, sinh lý thì sao? Bạn đã tìm hiểu xem cô ấy có quan hệ tình cảm ngoài luồng không? Vắng nhà liên tục vì điều gì? Tôi nghĩ rằng bạn đã và đang rất chán cho hoàn cảnh của mình. Mặc dù tất cả đàn ông đều muốn mình thành đạt, thành cây cao bóng cả che mát cuộc đời vợ con. Nhưng trên thực tế, số các ông chồng đạt được điều đó không nhiều. Do vậy mà việc học cách ứng xử khéo léo, nói những lời dễ thương với chồng là điều hết sức cần thiết trong mối quan hệ ứng xử vợ chồng. Có những câu nói dễ làm tổn thương đàn ông nhất thì chị em nên tránh. Thưa quý vị, khi chọn vợ, bên cạnh việc xem tuổi, bạn cũng cần cân nhắc đến các đặc điểm tướng mạo để tránh những người có tướng xấu. Trong đó thì tướng sát phu là một trong những điều kiêng kỵ của hôn nhân. Nếu có thể thì tốt nhất là nên tránh. Vậy tướng sát chồng là gì? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ngay sau đây nhé! Trong nhân tướng học, phụ nữ có tướng sát chồng mang hàm nghĩa khá rộng, chỉ những người mang đến vận hạn không tốt cho chồng. Sát chồng mang nhiều cấp độ, nhẹ thì vợ chồng hay xảy ra xung đột, gia đạo sóng gió, còn nặng hơn sẽ tạo những điều hung cho công danh sự nghiệp, sức khỏe hay thậm chí là tính mạng. Chính vì thế, người ta cho rằng khi chọn vợ thì cần tránh những người phụ nữ có tướng sát chồng để cuộc sống gia đình được yên ổn và hôn nhân hạnh phúc. Tướng của những người phụ nữ sát chồng là gì? Cùng tìm hiểu kỹ hơn dưới đây quý vị nhé! Gò trán nhô cao. Khi xem tướng, nếu phụ nữ có trán hình dạng thiên lệch, hai gò má nhô cao, trán nhọn hoặc xô nghiêng đều là những người hỗn hào. Phụ nữ hỗn hào với chồng sẽ khiến cho tình cảm vợ chồng bị sứt mẻ, đạo vợ chồng bị tổn thương, gia phong không còn. Người chồng không chỉ bị ức chế mà có thể khiến cho công việc không thuận, sức khỏe kém đi, cũng là nguyên nhân khiến cho rút ngắn tuổi thọ. Những phụ nữ có tướng này nên học cách điều tiết cảm xúc, kiểm soát hành vi để gia đình có tôn ti, trật tự, giữ vững hòa khí. Có như vậy, gia đạo mới an lành. Lông mày thô cứng, đứt đoạn. Phụ nữ có lông mày thô cứng, xương lông mày lồi lên là tướng hung bạo. Người có tướng này thường lấn át chồng, khiến cho luật âm dương của gia đình bị đảo lộn, gây nên những bất ổn về mọi mặt. Bên cạnh đó, lông mày đứt đoạn cũng là một tướng xấu. Đây là kiểu lông mày mọc lộn xộn, thưa thớt, nhìn từ xa có thể thấy đứt thành từng đoạn nhỏ, mọc không thẳng hàng, dựng lên, thô và giao nhau. Xương lông mày lồi và có đường lằn sâu chạy thẳng lên trán. Đây là biểu hiện của sự xa cách chia lìa. Phụ nữ sở hữu tướng này thì sẽ có thời gian vợ chồng phải xa nhau vì nhiều lý do khách quan. Sự ly biệt này không phải do đi làm ăn xa mà phần nhiều do hoạn nạn. Bên cạnh đó, họ cũng là những người tuyệt tình, dễ ân đoạn nghĩa tuyệt, có yêu cầu cao về đối phương, thích so đo tính toán. Cưới nhầm người vợ có tướng này, nặng thì người chồng có khả năng tai nạn qua đời, nhẹ thì ly hôn. Có giống nhau đến đâu đi chăng nữa thì khi nhìn vào vẫn có thể phân biệt được. Đồ vật thì khác, chẳng hạn chúng ta có một cái khuôn để làm chuỗi hạt. Dù có đúc ra 1.000 cái hạt thì trông chúng cũng giống nhau. Còn con người, tại sao cùng cha, cùng mẹ mà ngoại hình lại không giống nhau? Vậy nên rõ ràng là hình tướng bên ngoài là do nhân quả của mỗi người quyết định. Có một điều rất hay là, đã là con người thì ai cũng có mắt, tai, mũi, miệng. Vậy mà cả 1.000 người ngồi cạnh nhau đâu có ai giống ai. Tập trung hết mấy tỷ người trên thế giới này lại, chắc cũng không thể tìm được hai người giống nhau như đúc. Về mắt thì có mắt to, mắt nhỏ, mắt một mí, mắt hai mí. Mũi, miệng và tai cũng có nhiều hình dáng khác nhau như vậy. Giả sử mắt, tai, mũi, miệng có giống hết thì vẫn còn gương mặt. Người mặt tròn, người mặt dài, người mặt đầy, người mặt hóp. Chưa kể là màu da, mái tóc rồi còn thân hình nữa. Đúng thật là tướng tự tâm sinh. Vì tâm của mỗi người mỗi khác nên tướng mới thiên sai, vạn biệt. Tâm tốt thì tướng tốt, tâm xấu thì tướng xấu. Trên thực tế, chúng ta thấy có những người lúc trẻ rất đẹp nhưng càng về sau lại càng xấu. Ngược lại có những người lúc trẻ xấu mà càng về sau lại càng đẹp.
Đẹp ở đây không phải do trang điểm hay là do phẫu thuật thẩm mỹ, mà là kết quả của sự tu tập và nuôi dưỡng tâm lành. Vì trong tâm luôn ôm ấp nuôi dưỡng tư tưởng nào thì hình tướng bên ngoài sẽ thay đổi tương ứng với tư tưởng đó. Nên nếu tâm lúc nào cũng nghĩ tưởng đến Đức Phật, đến những điều thiện thì theo thời gian ngoại hình sẽ đẹp lên. Ngược lại, khi tâm ôm ấp những tư tưởng xấu ác, sân si thì gương mặt chắc chắn sẽ rất khó ưa. Đó là lý do vì sao khi nhìn gương mặt người ta cũng có thể biết mình là hiền hay dữ. Đức Phật có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp, nhưng do đâu mà Ngài có được những tướng tốt này? Bởi vì từ vô lượng kiếp trong quá khứ, Ngài đã tu tập và nuôi dưỡng tâm từ bi nên thân tướng mới trang nghiêm như vậy. Thế nên, muốn sau này có thân tướng tốt đẹp, ngay từ bây giờ chúng ta cần phải nuôi dưỡng tâm từ bi, cố gắng niệm Phật, nhớ đến Phật và nhất là học Phật. Thường xuyên giữ được tâm này thì tướng của chúng ta sẽ chuyển dần thành đẹp. Về tâm lý, ai cũng muốn mình đẹp, đặc biệt là người phụ nữ. Vì thế mà muốn đẹp, mà hàng ngày nhiều người đã dành rất nhiều thời gian để trang điểm sửa soạn, thậm chí có người còn đến các thẩm mỹ viện để chỉnh sửa nhan sắc, không những mất nhiều thời gian tiền của lại còn phải chịu nhiều đau đớn. Bây giờ tu rồi thì chúng ta không cần phải làm như vậy nữa, cứ cố gắng nuôi dưỡng tâm tốt thì sau này tự nhiên sẽ đẹp. Còn nếu quý vị tu mà tướng vẫn xấu, vẫn dữ thì phải xem lại, coi chừng tu sai đường. Bởi vì nếu tâm có chứa nhiều điều phiền não sân si thì hình tướng biểu hiện ra bên ngoài mới xấu, mới dữ như vậy. Tu thế nào mà tướng xấu phải chuyển được thành tướng tốt thì mới đúng là tu. Hôm nay chúng ta đã biết tu tập nuôi dưỡng tâm từ bi, biết nhớ Phật học Phật, thì tương lai chúng ta sẽ có một hình tướng tốt đẹp, hiền lành. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi video ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.